À, chào các bác. Hôm nay mình hướng dẫn cách chỉnh cái head 2 cho các máy Nakamichi. Mình sẽ giải thích cái head 2 là gì. Ví dụ đây là cái dây băng này. Trên cái dây băng này nó sẽ có 4 chắc từ này. 4 chắc này. 2 chắc cho chiều thuận và hai chắc cho chiều nghịch. Và để chỉnh và cái head 2 và cái dây băng này này, nó sẽ chạy trên đầu từ này. Dây băng nó sẽ chạy trên đầu từ. Nếu như cái chắc của cái dây băng nó trùng vào cái chắc của đầu từ thì lúc này thì âm thanh là tốt nhất. Còn nếu mà khi bị lệch thì nó có thể là một kênh nghe nhỏ, một kênh nghe bé chẳng hạn, hoặc là đơn giản là cả hai kênh đều nghe bé giống nhau. Thì như thế thì cái đầu từ nó không nhận đủ năng lượng của cái băng này và dẫn đến là cái tiếng của nó không được tốt. Và ở giữa các hai cái chắc của một chiều ấy, nó sẽ có một cái khoảng trống rất là nhỏ. Đó. Và ở trên đầu từ này nó cũng có một khoảng trống nhỏ giữa hai chắc đấy. Okay. Nhiệm vụ của mình sẽ chỉnh cái head 2 làm sao cho nó hai cái giữa cái khoảng trống của dây băng và khoảng trống của cái hai chắc của từ này nó phải trùng nhau. Đó, thì lúc đấy âm thanh sẽ là tốt nhất. Để chỉnh được thì hiện tại là mình có cái băng một kHz này để chỉnh. Cái băng này các bạn có thể mua ở trên mạng. Có hai trang nó bán. Đây, đây là một trang, trang thứ nhất các bạn có thể nhìn tên trang web. Ở đây nó trang này nó không để giá bán nên mình cũng không biết rõ là bao nhiêu tiền. Đây cái T10 này là cái băng của nó. Tiếp theo là một trang khác. Trang này thì nó để sẵn giá bán. Đây các bạn vào link này nhé. Trang này thì nó có hai phiên bản, một cho các máy đời cũ và một cho các máy đầu nhựa. Đây các máy đời mới, các bạn có thể mua cả hai nếu có điều kiện, còn không thì mua cái loại mới này, có thể chỉnh được cho loại cũ cũng được. Mua một cái thì nó sẽ tiết kiệm, bởi vì giá của nó là 85 đô nhưng phí ship của nó rất là cao. Phí ship nó 26 đô này. Tổng hai cái lại thì nó phải đến một cái băng này nó tầm khoảng 3 triệu, rất là cao. Các bạn có thể nhiều người mua chung nhau về dùng cũng được. Đây là chuẩn bị băng nhá. Tiếp theo là các bạn phải có một cái băng để chỉnh azimuth. Riêng la ca ấy, thường nó có cái dụng cụ để căn chỉnh riêng của hãng, và cái giá của những cái bộ căn chỉnh nó rất là đắt tiền và hiếm nữa. Giá nó cao lắm. Và băng thì băng chỉnh azimuth mình phải có. Mình có thể dùng băng 10 kg. Tốt nhất là dùng băng 14 kg. Hoặc là 12 kg, hoặc là 10 kg là tối thiểu nhất phải có. Các bạn có thể dùng băng hãng là tốt nhất. Còn nếu không có điều kiện dùng băng hãng thì các bạn có thể dùng một cái băng băng tự ghi thì cũng được, không sao. Bởi vì ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn về phần chỉnh nhé.
Trên các máy Naka dòng 3 từ nó thường có phần chỉnh, các bạn phải tháo cửa băng ra hoặc là tháo một cái nắp che bên dưới cửa băng, nó sẽ có phần chỉnh. Thì cái vít ngoài cùng này, cái nhựa ngoài cùng này này, cái này là chỉnh azimuth này. Cái này là chỉnh head 2 của cái đầu từ playback này. Cái đây là chỉnh head 2 của cái đầu từ ghi này. Đây là chỉnh azimuth của cái đầu từ ghi này. Mình chỉ chỉnh cái phần playback này thôi nhá, không chỉnh sang phần ghi nhá. Phần ghi phải có máy hiện sóng thì mới chỉnh được. Đầu tiên các bạn cho cái băng 1 kHz vào và ấn vào đây. Sau đó các bạn chỉnh làm sao cho hai chỉnh cái head 2 này, là cái này này. Cái bánh răng nhựa này. Chỉnh làm sao cho hai cái đèn tia này nó nhỏ nhất. Rồi. Tiếp theo các bạn sau khi chỉnh xong, các bạn chỉnh lại cái azimuth, bỏ cái mang azimuth vào, chỉnh làm sao cho hai cái đèn tia này lớn nhất. Các bạn thì dùng máy hiện sóng để nhìn thì nó sẽ chính xác hơn. Máy hiện sóng thì cũng tương tự như cái đèn này thôi, đúng không? Azimuth là lớn nhất, còn cái head 2 thì phải là nhỏ nhất. Sau đó các bạn phải, khi mà chỉnh xong azimuth, các bạn lại kiểm tra lại một lần nữa cái đèn này. Thấy nó lệch thì các bạn chỉnh tiếp khoảng 1 hoặc 2 lần nữa, đến khi nào mà các bạn cảm thấy hai cái đèn nó không thể nhỏ hơn được nữa là mình dừng lại, là lúc đấy là ổn nhất rồi. Bởi vì cái S2 này nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề lắm, nó phụ thuộc vào azimuth này, nó phụ thuộc vào cái bộ cơ, cái bộ mòn của bánh tì này, và nó phụ thuộc vào độ nghiêng của đầu từ nữa. Cái đầu từ có những con nó bị nghiêng. Để chỉnh cái độ nghiêng của đầu từ ấy, thì các bạn phải có một cái bộ gá thì mới chỉnh được. Cái băng này không thể chỉnh được đâu nhé. Và cái đấy chỉnh đấy nó cũng khá là phức tạp. Mình có 4 con Naka thì có đến chỉ có 1 con bị đầu từ nó bị nghiêng một chút, còn 3 con thì đầu từ nó nghiêng rất là nhỏ, không đáng kể. Và nếu mà để nguyên bản, nghĩa là ba bốn con mình mua thì 3 con mình thấy là còn nguyên bản, 3 con nguyên bản thì lúc về nghe thì âm thanh nó cũng rất là kém, và sau khi mình chỉnh xong thì âm thanh nó khác hẳn, nó lột xác hẳn. Để test thì trước khi chỉnh, các bạn nghe một bản nhạc trước bằng một cái băng gốc nhé. Mà các bạn phải lấy một cái băng thật là chuẩn, không phải băng tự ghi nhé. Phải băng gốc là chính xác nhất. Các bạn nghe thử, sau đó các bạn chỉnh xong, các bạn nghe thử cũng cái băng đấy thì các bạn sẽ cảm nhận được nó sẽ âm thanh nó lột xác hoàn toàn. Ok, video kết thúc ở đây nhé.